Cậu gái cứ đỏ còn tớ chuẩn bị đồ. Nhanh lên. Hello, người nước ngoài này biết Tây Tây ấy. Hello Tây. Cò cò cò, tôi là cò. Cò, cậu trả lời như vậy á, sao mà họ hiểu? À, tôi quên mất đấy. Yam. Cò. Cò cò. Cò cò. Không phải cò. Cò cò. Cò. Ôi, không phải. Cò. Cò. Ôi dồi ôi, không phải, mệt với ông Tây này quá. Cò. Để tớ, để tớ, để tớ. Tây, Tây, Tây. Để tớ, để tớ. Hello, my name is Hassam. What's your name? Ui, ông bảo ông tên Hê 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 Tây. Hê kì mà Hê. Trình độ tiếng Anh của Hà Sam thì còn tạm ổn, chứ còn trình độ tiếng Anh của cò kém quá, quá kém. Em phải tải ngay app học tiếng Anh Duolingo về máy để học tiếng Anh đi, để nâng cao trình độ tiếng Anh. Thôi, em không tải đâu, tải đấy mất tiền à? Ơi, không mất tiền, tải app học ngoại ngữ Duolingo về máy hoàn toàn miễn phí đó cò. Thật hả? Thế thì tí nữa tớ phải tải ngay mới được. Ừ, được rồi, tí nữa tải nha mà. Bây giờ anh có đổi, đi cắm trại đi anh đi. Ừ, đi cắm trại đi. Đi. Em với. Địa điểm cắm trại là cái cây này. Chúng mình đã đến rồi các bạn ạ. Để đến được cái cây này, chúng mình đã phải băng qua một con suối rất là dài luôn. Kiêng à, Hà Trang với con nhanh lên. Đi cẩn thận, đi cẩn thận. Con suối rất là dài, tít 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 ở dưới kia kìa. Đây này, các bạn nhớ cái cây mà hôm trước chúng mình bảo Doraemon không? Chúng mình thấy hay quá nên quyết định quay lại đây cắm trại. Nhưng mà cái cây này bên trong bẩn quá các bạn ạ. Lát nữa phải dọn dẹp sạch sẽ các em ơi. Ui ui. Ui trời ơi, cái bếp này bị vỡ hết rồi này. Ui, đá rơi hết vào trong rồi. Chắc là mưa to quá hoặc là ai đó đã làm hỏng hết cái bếp này rồi. Thế thì tí nữa là anh em mình phải dành thời gian để sửa sang lại cái bếp này mới được. Bây giờ là muốn làm sửa lại cái lò ống khói đấy thì bọn mình là phải lấy đất cho các bạn ạ. Cái đất này rất là mềm, nếu mà mình cho nước vào là hơi bị dính luôn hả Tam ơi. Rất là dính đấy. Rồi mình sẽ tin tưởng vào bàn tay nghề của anh Gấu Đỏ và cò. Đút vào cái túi ni lông này Khương cho đỡ nặng các bạn ạ. Wow. Ui, đất rất nhỏ rất đẹp luôn. Cò đi lấy cho anh ít nước đi. Ôi, anh đưa cho em cái túi gì đây? Trời ơi. Múc được một tí nước nè cò. Ôi trời ơi các bạn ơi, đưa cho mình cái túi. Thùng lô đầy đây. Nhào xong thế này lát nữa xơi lên bếp thành một cái lò siêu đẹp luôn. Ôi, cây dương sỉ này đẹp quá mà tốt quá các bạn ơi. Mình cắt cây dương sỉ này vừa làm chổi được này, mà lại vừa có thể trang trí được. Làm chổi để còn quét được chứ các bạn ơi. Không. Hà Giáp ơi, đi cắm trại vui quá. Bắt tay cái nào. Rồi bắt tay. Bắt tay. Em ném nhưng mà ném chuẩn chứ. Nhân tiện đất đang dẻo, mình làm một người đấy các bạn ơi. Giống người thì các bạn, đây là cái chân này. Cò. Hả? Mày làm cái gì đấy? Em đang làm kem ốc quế anh ạ. Ui dồi ôi, nhìn anh cần là bụi. Đây là cái kem siêu tăng. Cái kem này kem của em. Không, kem lắm. Các nghệ nhân đang làm bếp để nướng thịt các bạn ơi. Quái lạ thật đấy, cây gì mà rụng lắm lá thế này nhỉ? Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Qua đâu rồi? Qua đâu rồi? Ra đây rồi.
đứng lại đấy, tớ đứng lại. Theo bọn em nghĩ, cái gì mà có thể xua đuổi được thú rừng đi để nó không tấn công mình? Cái gì? Mình phải dọa nó à, hay là vũ khí anh? Vũ khí gì được? Nó là cái này này, đây này. Chiều các quá. Em biết là quá không? Anh ơi, nhốt mình ở trong một cái két sắt. Các bạn ạ, đây là chìa khóa két sắt. Nhốt mình ở trong cái... Trong trường làm việc có két sắt liên ta liên tiền. Cái này là cái đánh lửa. Dụng cụ đánh lửa. Đây là đây, đánh lửa cho em xem này. Đây này, đấy, đây là cái mùn cưa. À, cái mùn anh vừa tạo ra. Đây. Ê, em dí nhiều cái này vào không được đâu. Rồi, bây giờ anh đánh cho em xem nào. Đấy, ui, ra lửa rồi này các bạn ơi. Ui, dụng cụ đánh lửa luôn này. Ui, cháy rồi, cháy rồi. Đẳng cấp. Ui, khó chưa? Ủa, em thấy nó loè. Rồi, khó anh ơi. Thôi anh ơi. Thôi. Ui, khói lắm rồi. Được chưa anh ơi, cố lên để có lửa này. Ủa. Cố lên, hai người dùng sức để thổi các bạn ơi. Mù mịt luôn ấy. Khói thật, thổi hết vào mặt em rồi. Được rồi, các bạn cháy, ơi. Cháy rồi. Bài nhà bếp là cháy đấy. Cháy. Nước suối trong veo lên rửa rất là sạch sẽ luôn các bạn ơi. Ui, mùi mấy thịt này, đẹp không? Ê, anh Vũ ơi. Chúng mình sẽ cho vào giấy bạc vào nướng các bạn nhá. Nào. Đặt vào đã. Đợi em tí nào, tí em xem với bạn. Đây. Wow. Bọc vào. Phải quấn này mấy lớp đúng không anh Út Đỏ? Phải quấn nhiều mà không. Một lớp là nó cháy mất. Rồi, lấy tiếp giấy bạc đi Hà Sam ơi. Úi trời ơi, lửa đã lên rồi. Ui ôi, mở anh... luôn cả ống kính rồi này anh ơi. Anh cho vào nhá. Vào. Cẩn thận. Úi trời ơi, thả toàn cái khéo đây. Nó lại vỡ cái mớ mấy thịt. Trời ơi, nó chùi lên rồi này. Rồi, nhìn hấp dẫn lắm mà Sam ơi. Ui, ở đây rất nhiều hoa. Đây này các bạn ơi, hoa tím này luôn. Thơ mộng như này, mình sẽ lấy ít hoa này về trang trí cho cái lều trong cây của mình. Ôi, hoa tím này đẹp quá. Ôi, đấy, nhìn này. Ôi, nhìn đẹp không? Để tạm đây, đi tìm bò nữa. Đi hái bò nữa mới được. Đây. Doraemon, Nobita, Chuka, Doraemon. Ở đây nhiều hoa thật đấy. Hái có một tí rồi lại được bò nữa các bạn ạ. Hà Sam ơi. Ôi. Tớ vào đây để tải app Duolingo về máy hả? Đúng rồi đấy. Cậu chỉ cần vào App Store này hoặc là CH Play ấy để có thể tải app Duolingo về máy. Đây nè, giao diện app nhìn thấy được chưa? Cậu và anh Gấu Đỏ cũng đang học app này đúng không? Đúng rồi đấy, nhưng mà không chỉ có tớ và anh Gấu Đỏ là sử dụng app này đâu. Mà Bill Gates cũng đang sử dụng nó đấy. Ngoài tiếng Anh nhá thì app Duolingo có nhiều ngôn ngữ khác để học này. Ủa, tiếng Trung Quốc này, tiếng Hàn Quốc này, tiếng Nhật Bản, tiếng Nga này. Ui, thậm chí có cả ngôn ngữ rồng trong Game of Thrones nè. Hơn 40 loại ngôn ngữ khác nhau để chọn đó. Mà cậu biết không, biết ngoại ngữ sẽ giúp mình được mở mang nhiều nền văn hóa này, ẩm thực nước ngoài, thích lắm nha. Mà đây này, có nhiều chủ đề với cấp độ dễ, vừa và khó để cho cậu lựa chọn nè. Mà thôi, cậu với tớ là mới học, chỉ nên học cấp độ dễ thôi. Đây, bắt đầu. Đây này. Đây. Coffee. Đây. Từ vựng mới, chọn hình ảnh đúng. Đúng. Có. Coffee. Đấy. Coffee. Trà, cà phê, sữa, cơm, cậu chọn đi. À, cái này là chắc là cà phê rồi. Coffee. Kiểu trà. Ui, đúng luôn. Đúng luôn. Giỏi quá. Mà tớ bảo này, nếu mà cậu chưa chắc chắn vào kết quả của mình thì cậu có thể ấn vào chữ coffee. Đấy, tới chưa? Biết rồi. Đấy, thế là cậu có thể biết luôn nha. Rồi, tiếp tục này. Milk. Chọn hình ảnh đúng này. Bây giờ nghe này. Milk. Milk là sữa. Đây nè, sữa rồi, milk. Kiểm tra. Ui, đúng luôn rồi. Học cái này có hình ảnh sinh động như này, chắc chắn là mình sẽ nhớ lâu đúng không? Đây. Hi. Đây, nhấn vào từ để xem nghĩa này. Xin chào. Chào. Đúng rồi. Xin chào. Kiểm tra. Ê, tuyệt vời. Yeah. Nào, yeah. Tiếp tục nào. Milk and coffee. À, tôi biết là cái này vừa học xong mà. Sữa và cà phê.
kiểm tra trên này học thế này xong ấy chỉ có vả mấy ngày thôi là trình độ tiếng Anh của mình là nó lên. À bây giờ là mình phải dịch câu này vui lòng cho cà phê và sữa thì vui lòng vừa nãy là mình học rồi là please đây rồi please cho cà phê này. Cà phê là gì đây? Cà phê coffee đúng rồi. Coffee and miu kiểm tra. Đúng luôn. Đấy, mới học có vài câu thôi mà tự dưng ấy là mình nhớ được luôn đúng không? Nhớ được từ vựng luôn này. Điểm kinh nghiệm này, điểm thưởng là 14 luôn này. Điểm này tuyệt vời. Ủa 94% luôn. Ủa thú vị thật đấy. Hình ảnh thì dễ thương này, học thì không hề bị chán mà học cứ như chơi game ấy. Mà tớ học hay bị quên lắm nên là tớ sẽ đặt báo thức. Không cần đâu, app đua lên gồ ấy có chức năng nhắc nhở chúng ta ấy nếu chúng ta ấy quên vào học nữa đó. Tuyệt cú mèo, có app nhắc nhở thì tớ không bao giờ bị quên học rồi. Mà tớ sẽ cố gắng học giỏi ngoại ngữ nhá, để gặp người nước ngoài tớ sẽ không bị bỡ ngỡ. À sao nhở? Đúng rồi đấy, chúng ta ấy cùng cố gắng chăm học ngoại ngữ trên app đua lên gồ nhá. Mà thôi, bây giờ ấy ra cắm trại đi. Sinh tồn ấy ở trong cái cây này thích phết đấy các bạn ơi. Ba người có thể chui trong cái cây này luôn nè. Mà trời mưa ấy thì không lo, hai người bên trong này không hề bị ướt, mà chỉ có mình bị ướt thôi, bởi vì cái chân của mình vẫn ở ngoài. Anh nghĩ cái cây này chắc phải có mấy chục năm rồi đấy Hà Tam ạ. Mấy chục năm là thế nào? Phải trăm năm. Ui, đúng rồi, Hà Tam ạ. Siêu to luôn các bạn nhìn này, siêu rộng luôn. Ba đứa mình ngồi mà con vẫn còn vừa các bạn đấy. Mà người Hà Tam với người cò còn to chứ người mình bé. Cây này tuy to, tuy rỗng ở bên trong nhưng mà rất là chắc chắn bọn mình đã kiểm tra rồi. Còn các bạn nhỏ ở nhà không được tự ý ra mấy cái cây mà nó gần gãy hoặc là nó có thủng lỗ như này để chui vào đâu nhá các bạn nha. Rất là nguy hiểm đấy. Đây là cái cây này là vẫn là rất là dày, rất là to và chúng mình lớn rồi chúng mình có thể kiểm tra được. Các bạn ở nhà phải nhờ người lớn đưa ra thì mới được ra đấy nhá. Đúng không rồi. Không được tự ý ra một cái cây như thế này đâu. Đúng rồi. Đầu bắt đầu là nguy hiểm lắm đấy các bạn ạ. Bọn em nhìn thấy gì không? Có một con cá. Anh em ngồi. Từ, cẩn thận nhá. Em tránh trên này. Ui, ấy nó chạy rồi. Đây. Đây, vào tay em rồi, vào tay em rồi. Con này là con lươn hay con trạch gì ấy? Hay là con cá suối? Ôi, con cá suối anh ạ. Đây là cá suối. Để vào đây. Em nghĩ vẫn còn nữa anh ơi. Đây. Con này đang định chúi vào đá này. Đang chúi vào đá. Ui, trời lắm. Đâu, nó bơi rồi. Đấy. Ui, trơn lắm anh ạ. Được rồi. Nước ở đây đang gần cạn rồi nên là rất là dễ bắt cá các bạn ạ. Còn không anh ơi. Anh vừa nhìn thấy một con. Đây. Đây là Hà Thao. Đâu. Ui. Đây. Chui vào đá luôn này. Anh lật đá lên. Ui, đục quá anh ạ. Không nhìn thấy đâu phải. Cái này làm sao mà bắt được nó. Mỏ tay hả anh? Nhìn dân chuyên nghiệp này. Bắt được các bạn ơi. Giỏi không? Ui, nó đáy mạnh không kìa. Ui, có cua màu vàng. Cua màu vàng anh ơi. Cua gì mà tốt đấy. Cua suối. Đây là cua suối. Các bạn ơi, vừa mới lật đá trong lòng gãy mấy cái chân của nó. Còn cua suối, cái này. Nhìn này cái càng của nó này. To dã man luôn, nhìn thích ơi là thích luôn. Ui, con này mà bắt được nhiều nướng ăn hơi bị giòn luôn đấy. Nhưng mà có mỗi một con thôi anh ơi. Đi tìm xem còn con nào đúng không anh ơi. Để chúng nó bò đi này, bò rất nhanh luôn. Ui, cậy nó. Thôi thả nó đi anh ơi. Có một con thôi, hình như là từ nãy chưa thấy con nào, thôi đi bắt cá đi. Bye bye. Chạy. Ôi, nó trốn. Nó lại trốn vào đá các bạn ạ. Trốn vào đá. Ốc ở đây rất là nhiều luôn các bạn ơi. Có nhiều ốc tí. Đi, đến bao giờ đến mùa ốc, anh nghĩ là nhiều ốc lắm luôn đây này. Đậu hết cả lên đây luôn. Quá nhiều luôn. Đây này các bạn ơi. Toàn ốc con thôi. Rất là nhiều luôn. Bắt luôn. Hai con. Đây còn con nữa ơi. Ấy. Cho nó có bạn. Đây. Ôi còn con nữa này. Nhiều đã bạn luôn các bạn ạ. Chúng đây anh có rồi. Đâu? Con này nó đang giãy này anh ơi. Con này to. Ui nó đang giãy anh ơi. Ui. Úi dồi ôi, may quá. Cho vào đây anh ơi. Ôi, được một mẻ rồi. Nhiều luôn này à. Cá này nó thấy bé quá anh ạ. Mà trong khi đấy mình có cái miếng thịt đấy to đùng như thế rồi, ăn nào hết. Thế bây giờ làm thế nào hả Tam? Thả nó đi. Úi dồi ôi, công sức mình với cò bắt từ nãy đến giờ. Bây giờ hả sao mà thả các bạn ạ. Thôi thả,
Thôi thả anh. Thả đi. Bây giờ thả cho chúng đâu, sống đâu, khi đâu, nào đâu, ấy. Đâu, đâu. Chúng lớn thì mình quay lại bắt. Bao giờ tôi bằng cổ tay thì bắt cũng được nhá. Đúng được, được, được. Ôi làm được cho làm cá ra luôn các bạn ơi. Làm được. Đấy bắt đầu. Đấy, đấy, đấy. Bơi ra. Ôi giời ơi. Đang này. Đội này là đang muốn kiểu như là bơi ngược nên là không ra. Đây. Đi ra. Đấy. Đi về. Con này nó không muốn ra, nó muốn là lên nồi đấy anh này. Ra hết rồi. Thôi anh em mình vào cho mình thì của anh em mình chín chưa? Không cháy bây giờ đấy. Đi vào. Em nghĩ là chín chưa? Em nghĩ chín rồi, gần một tiếng rồi, chẳng lẽ là chưa chín, cháo còn cháy rồi anh ơi. Ai sợ chưa chín bóc ra sống, mất công lại phải nướng lại hả sao ạ? Ôi, các bạn ơi. Cẩn thận không đổ, đổ anh ơi. Ui, thơm lắm hả sao ạ? Quái, lá khoai đâu quái, ra rút. Đây. Ui, thoát các bạn. Ôi, thơm không? Ôi, thơm quá. Thơm quá. Ui, mở anh ơi. Nghe mùi đã hấp dẫn rồi. Ôi giọng thế. Ôi thơm thế kìa. Cẩn thận nhé, cẩn thận không cách ấy. Cái cảm giác mà tò mò bóc ra thế này hấp dẫn các bạn ạ. Đấy, bóc luôn ở đấy luôn anh ơi. Để bóc từ chỗ này. Bóc từ chỗ này anh ơi. Ôi, nước chảy hết ra này các bạn ơi. Ui, trời ơi. Ui, dính mà ra. Ui, thôi chết rồi. Mất miếng da rồi các bạn ơi. Ui, ai. Nhồng nó nóng lắm. Cẩn thận anh ơi. Cẩn thận mất miếng da. Không chế được ấy. Ui rồi ơi, các bạn ơi, da dính ở đây này. Mặt dưới vàng ươm này anh ơi. Ui, ai. Nóng. Vàng chưa. Nhìn hấp dẫn chưa. Nó đâu là sao. Kinh quá, chú ơi. Ui trời ơi. Nướng thế này là không bị mất nước này, vẫn còn nước ở dưới rất là ngon luôn các bạn ạ. Thái miếng to này ăn mới ngon. Ui. Ui. Nóng. Ui. Ngon quá các bạn ạ. Rồi thèm lắm rồi. Ui giời. Mình mời các bạn nhá. Nhìn này. Wow, miếng thịt này. Chấm vào bột canh bắt quất. Ui, tôi cầm được ấy. Thịt nó mềm. Đợt đầu cái thịt này là hơi giòn giòn một tí. Rồi ăn lại rất nhiều nước luôn. Ui, rất là ngon luôn các bạn. Tuyệt cú mèo luôn. Ui trời ơi. Ủa. Nó giòn hả em. Ôi các bạn ơi. Ngon dã man luôn các bạn ạ. Ngon dã man các bạn ạ. Nhân lúc chúng mình đang ở trong một cái cây như này, anh sẽ kể cho bọn em nghe một câu chuyện mà liên quan đến cái cây này luôn. Đó là câu chuyện ngày xưa. Rất xưa rồi. Có một bạn tên là Hà Sam. Hả? Sao lại là Hà Sam? Thì người ta trùng tên em thì tên là Hà Sam. Đúng rồi, trùng tên thôi, không có vấn đề. Sáng hôm đó, bạn ấy đến cái cây rất là to. To ơi là to, to như cái cây này này. Và rỗng ở bên trong, bạn ấy cũng cắm trại giống như anh em mình. Bạn ấy quyết định là sinh tồn ở cái cây đấy 24 giờ luôn. Và đêm hôm đó, bạn ấy nằm ngủ ở đó. Ngủ lại cái cây này luôn. Ngủ ở đó. Và bỗng nhiên đến 3 giờ sáng thì bạn ấy nghe thấy tiếng gọi. Hà Sam ơi. Hà Sam ơi. Hà Sam ơi. Anh gọi lúc đấy anh đúng rồi. Lúc đó bạn ấy cũng hét lên như Hà Sam vừa rồi. Và bỗng nhiên có tiếng vỗ vai. Bạn ấy quay lại thì mày có dậy không? Mày biết là mấy giờ rồi không mà mày vẫn còn kêu dài cốt đất rồi đấy. Dậy nhanh để đi học. Thì ra là bố bạn ấy. Hóa ra là bạn ấy ngủ mơ thôi. Ôi ngớ tưởng ai gọi. Câu chuyện của mình đến đây là kết thúc rồi các bạn nhá. Hóa ra là anh có đồ ngủ mơ rồi. Ôi anh lấy nước làm gì đây? Anh cho nước vào đây để dập tắt đám cháy. Dập tắt bếp là mình không sử dụng nữa thì mình dập đi. Đúng rồi. Ôi thôi vừa anh ơi. Rồi. Không cẩn thận lại lụt mất. Đi cắm trại ở bất kể đâu, khi về chúng mình phải dập lửa đi các bạn nhá. Để không bị cháy lây lan ra bên ngoài.
trời cũng đã tối rồi các bạn ơi. Hiện tại thì bây giờ chúng mình chắc là phải thu dọn đồ đạc để trở về nhà thôi các bạn ạ. Tạm biệt cây nha, ai có đổi về đây. Tạm biệt cây, bye bye cây. Tạm biệt cây. Và các bạn ơi, các bạn hãy nhớ tải app Duolingo về để học ngoại ngữ cùng với chúng mình nha. Link tải app thì mình đã để ở dưới phần mô tả ấy. Nhưng các bạn phải nhớ là chăm học ngoại ngữ và đừng lười biếng nha. Hy vọng là trình độ ngoại ngữ của các bạn ấy sẽ tiến bộ từng ngày. Còn bây giờ bye bye các bạn. Bye bye.